Mắc COVID-19 có thể làm cho não nhỏ đi, ảnh hưởng cảm xúc và trí nhớ. Thưa quý vị, mắc COVID-19 có thể khiến kích thước não giảm, làm giảm chất xám ở những vùng kiểm soát cảm xúc và trí nhớ, đồng thời gây tổn thương những vùng kiểm soát khứu giác. Đó là kết quả nghiên cứu đã được thẩm định của Deloffres công bố ngày 7 tháng 3 trên tạp chí Nature. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh có bằng chứng rõ ràng chứng tỏ COVID-19 liên quan đến những bất thường ở não bộ, kể cả những người mắc bệnh nhưng không phải nhập viện. Ngay cả những ca bệnh nhẹ, người tham gia nghiên cứu tỏ ra kém hơn về chức năng thực thi liên quan đến khả năng tổ chức và tập trung và kích thước não trung bình giảm từ 0,2% đến 2%. Tuy nhiên, các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm để xem liệu có thể đảo ngược một phần tác động nói trên hay ảnh hưởng của COVID-19 đối với sức khỏe bệnh nhân có kéo dài hay không. Để rút ra kết luận trên, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu sự thay đổi não bộ của người bằng cách thực hiện hai lần chụp não của 785 người trong độ tuổi từ 51 đến 81 có 401 người trong số này mắc COVID-19 giữa hai lần chụp. Lần chụp thứ hai được thực hiện sau lần thứ nhất, trung bình 141 ngày. Nghiên cứu được tiến hành khi biến thể Alpha đang phổ biến tại Anh, do đó không bao gồm cả những người nhiễm biến thể Delta. Các nghiên cứu gần đây phát hiện một số người từng mắc COVID-19 gặp phải hội chứng sương mù não, bao gồm các triệu chứng kém tập trung, dễ bị phân tâm, tốc độ xử lý thông tin kém và trí nhớ giảm. Giới khoa học hiện không khẳng định liệu tiêm vaccine ngừa COVID-19 có tác dụng nào đến tình trạng này hay không. Tuy nhiên tháng trước, cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cho biết, kết quả đánh giá 15 nghiên cứu cho thấy, những người đã được tiêm chủng ít có nguy cơ gặp hội chứng COVID-19 kéo dài, long COVID hơn những người chưa được tiêm.